của nhà kia là mà chạy chụp con lấy thiệt là bự. Bữa trời mưa là nước ở đây ngập hết. Bữa chị vô là đi ra vô. Là đi ra vô hả? À trời, bữa đó đi ra là đi vô đây hả? Rồi. Đây cố rồi, tập thấy rồi. Đi cẩn thận á. Đây là cái này người phải chấp nhận. Cô đâu? Đây là Lâm phối tình mặt trận. Ảnh một mình thôi. Ảnh thì có vợ và hai người con, nhưng mà vợ với hai con bỏ anh đi rồi. Từ lúc anh bị đau ốm á, thì vợ bỏ đi rồi, có người ảnh sống 20 năm rồi. Cái nhà rồi nó tóc hết trên trên á, chị mới xin cô lợp lên đỡ đó. Mới lợp lại. Bây giờ rồi chị xin á. Lợp á. Chị xin cho đó, cho bữa giờ á. Dạ được rồi, cháu không xin cho mấy tấm bọt anh ở. Đây là cái bếp mà bị sập luôn rồi đen. Đây là cái giường ngủ anh này. Rồi chú này, chú ăn uống sao chú? Ăn nóng tạm lắm, hiện mưa thì đêm lên nhà trên ăn nóng. Rồi bữa không có nhờ đây chả nấu ăn bữa. Đó, không bữa mà trời nó đắp luôn, bữa ăn che mấy tấm bọt á che vậy thôi. Cái chỗ này ngủ giường về đó em. Có giường không? Ngủ á che cái gỗ mà nó khóc. Rồi chú bệnh tình chú làm sao? Bệnh gì lỡ luôn á. Sao mà bỏ chú đi được trời? Như một cái xương cây và nó cứng ngắc người mà nó ra liên tục lỡ chú biết quả nó là bệnh địa ngục, bệnh ma quế mà. Chứ có kỹ ở đây nó thua nó bố tà nó đâu có biết gì đâu mà. Cái này thì chị không biết vậy thôi. Cái hảo là biết chứ đâu mẹ vô nó ăn hỏi tiền sổ. Đấy là từ nhỏ hay từ nào nhỏ? Cố kệ
đây nhiều. Vâng, bình thường thì chú làm gì chú? Thì chú đi cống vậy thì. Họ kêu gì là nói em bơm thuốc rồi đó. Thì mà họ cho vài chục nghìn gì đó thì mua ăn qua ngày rau mắm gì thôi. Cũng đâu có làm sức khỏe đâu có mà để làm thuê gì. Nó với cô kỳ là ngay. Dạ. Bây giờ là cái nhà này tôi chửi là nữa. Biết sao gì tới cửa là được hơn. Nhưng mà nếu cô làm có tình thần là cũng điện được hiến cái đất đây làm khung viên gì đó, cái ngôi nhà gì đó để xem là có cái tự trung thẻ để anh chị em mà bọn thẻ có cái công chuyện gì đó. À, ý là chú muốn là hiến đất để chú muốn hiến cái giặt đất phía trước đây đúng không? Cái giặt đất này nó cũng nhiều á, ý là chú muốn hiến cho bên xã rồi bên xã có xây được một cái nhà gì văn hóa hay thôn hay là cái gì đó. Đúng rồi. Đúng không? Nhưng mà cái nhà này, khu dân cư đó. Nó vì nhà này nó chục triệu quá, chục triệu thì mình trả qua nó mới được. Dạ, em đi. Còn dạ. Vẫn là để hiến làm điều kiện làm mẹ. Dạ, bữa ông bảo đó là chú ở đâu? Ông bỏ ông nhà chứ. Bỏ nhà chứ. Đưa chú nhà đi qua nhà hàng xóm ha. Chứ bữa đó là nó thấy gió lớn quá là nó bay hết trên này luôn rồi. Dạ. Ý là bây giờ theo hỏi chị thấy sao? Đâu có chữa gì đâu không bà. Nhưng mà về nhà là nó ướt hết luôn hả chú? Nó đi đi. Mới được ở giữa đất bao bị chứ bữa đó che bao bị đi chung ra vô rửa bạn. Dạ, dạ. Có bây giờ chú liên lạc chưa vợ với con không? Dạ. Ôi, vợ con thì tình hình này nó nghe quá nhưng mà nó đâu có động đó động gì tới đâu mà. Ý là chú không nghe một cái thông tin một cái tia gì hết luôn hả? Không, hỏi tam nó cũng không có hỏi tam về trực tiếp mà nó cũng không hỏi tam về nó muốn về hồi vừa nó ra thì nếu như mà bà vợ thì mình không nói còn hai đứa con mà cũng là cha của mình kỳ. Bây giờ tụi con cũng tranh thủ tụi con đi á, nên con cũng gửi cho chú ít tiền để chú xoay sở cho cuộc sống của mình nha. Thôi, chứ hôm nay cũng gửi nhiều rồi, gửi... Con không có nhớ đâu. Gửi rồi tiêu mất rồi. Bây giờ á, trăm mà con cho ít là nhiều, ví dụ ít 500, 100 thì ảnh mua đồ ăn, chứ nhiều là ảnh không giữ tiền được. Mà mặt trận họ phải giữ để rồi giờ anh đau ốm hay là sửa sang hay là cái gì cần hay biết cái gì mặt trận họ sẽ chi. Ví dụ như mai mốt còn có thể là cái nhà đây mà bỏ số 13 nó tóc nữa hay là nó bị gì đó thì mình sẽ giúp. Nói chung là tại tinh thần là chú có lúc nhớ lúc quên. Lúc quên. Đúng rồi, nó bị bệnh này là nó làm mình thở điên thì nó một cái chân nghe nữa là nó nhức đầu. Anh không có trí nhớ, dễ đâu quên đó à. Nên bây giờ ít 100, 200 thì nó giữ được. Bây giờ em ra là ông bình thường nha, ông tỉnh đó. Chứ mấy bữa là nhiều lúc đau nhất càng đầu quá là nó điên, nó ra đầu là dễ điên lắm. Không là điên lắm, thì điên lên nó còn thần kinh lắm. Về con về cơ cơ nên bây giờ mà em cho nhiều quá thì ở địa phương để họ giữ hỗ trợ cho ảnh thường xuyên ví dụ đau ốm hay là cần ở nhà cửa gì đó mua cái gì thì có thôn này mặt trận thôn chính quyền thôn mà cho ảnh giống như đối tượng bảo trợ xã hội vậy đó. Bây giờ mấy con dạ dạ được rồi. Dạ được rồi chú. Nhận quà cứu trợ phải không? Đem về phải không? Nhưng mà bây giờ cho nhà này chú cũng đâu có nấu nướng rồi gì đâu. Nấu ăn thì nấu được chứ. Nấu chú còn nấu ăn đúng không chú? Nấu chứ. Nấu ăn nấu cơm điện. Đây đầu tiên là tao con gửi cái này cho chú nè. Trong đây là có bột ngũ cốc này, chú lâu lâu chú pha ra cái nước ấm ấm chú uống nha. Ly khi nào đó, khi nào đó thì mình pha ra mình uống được luôn. Hoặc là cái cháo này cũng vậy, cái cháo này chú nấu một lầu nước sôi lên chú thả nguyên cái bịch này vô luôn rồi cái nó nóng lên xong là cái chú cắt cái bịch này ra chú đổ ra tô rồi chú ăn liền. Này là cháo dinh dưỡng không cần phải nấu gì hết nha. Rồi ở trong đây là có một cái đèn pin, có một cái đèn pin nè. Rồi cái chú tháo ra xong dạ, rồi chú sạc điện nha, chú sạc điện đi để giữ khi nào mà cúp điện hay gì đó rồi chú ấy lên rồi nắng lên rồi tát một cái là có cái này. Cúp điện mà buổi tối muốn ăn cơm mà không thấy đường thì mình bật lên mình để đây mình ăn cơm nghe. Đó cái này là con chỉ nè. Đó thì cái này mình sạc điện đi mình để dành. Khi nào cúp điện thì mình xe. Rồi. Quý quá. Cảm ơn nhiều em. Dạ đây. Rồi chú để dành đến đây nghe. Trong đây là có một cái chai dầu nữa. Đó rồi có gì mình có ai nghe. Rồi cái này là một cái phần quà nhỏ con gửi cho chú.
cũng của mạnh thường quân, thường quân người ta ủng hộ ở nhiều nơi luôn. Còn bây giờ thì em không biết như nào, nhưng mà chắc là thôi em cũng ủng hộ cho chú là ở đây là một em gửi cho chú là 4 triệu à. À thì có gì giờ em cũng biết là bây giờ gửi cho chú là sao như thế nào. Bây giờ nha chị, một là em gửi chữ thập đỏ sẽ hỗ trợ chú, còn hai nữa là mặt trận ở thiên thường và ở thôn họ sẽ chăm lo giúp đỡ chú cần cái gì nhu cầu. Rồi đừng có gửi nữa con, gửi rồi cho cô chị. Dạ. Đó thì sẽ giúp cho chú. À bây giờ chú muốn là cái số tiền con gửi cho chú là đưa cho cô Kiều. Là cô Kiều, chú cần cái gì là chú gọi cho cô Kiều đúng không? Lấy cái gì đó một là gửi cho bà chủ tịch đó thì chịu giữ. Để bây giờ chú có cần giữ một trăm người để mình mua gì không? Chú em cho chú mấy trăm thì chú đi chợ chú mua đồ ăn chú nấu cho ăn đủ thôi. Còn ví dụ như sau này sửa sang nhà lại hay là có đề gì hỗ trợ thì cần á là chị sẽ em đổi từ 500 cho chú đi, hay là em thì tiếp cho chú thì đó cho nó dễ. Rồi bây giờ chú giữ 300.000 tiền mẹp nha. Còn đây là con gửi lại cho chị Kiều là 1, 2, 3, 3 triệu 700 ha, à, nhớ ha. Rồi khi nào cần cái gì thiếu cái gì gọi điện cho chị Kiều. Dạ. Đây là dạ không, cái này là con cũng thay mặt cho mạnh thường quân nhiều nơi để mà đi chia sẻ với bà con mình mỗi nơi một ít á, rồi lấy sổ ghi ghi cho nó đàng hoàng. Dạ, lấy sổ ghi cho đàng hoàng mình ta nhớ được. Dạ, đúng rồi, nhân dân của mình nhớ ghi để mai muốn chi tiết tiêu phụ đi. À, trời chú ơi, không thì thua rồi cổ ghê luôn hết trời tạo diễn viên Hồ Bích Câm. Diễn viên điện ảnh á. Diễn viên điện ảnh Hồ Bích Câm. Dạ. Chú ghi giờ vừa được rồi. Mà giờ vừa là mai mốt là đọc diễn viên chứ không đọc dịch vụ nha. Diễn viên điện ảnh Hồ Bích Câm. Công nghiệp của ông ghi lại hết không nghe hả? Dây giá, dây giá. Hồ Bích Câm. Dạ, con là quê ở Đức Phổ. Phổ Vinh Đức Phổ. Trời ơi. Đức Phổ phải không? Dạ. Thì rõ luôn á anh, chứ không phải ở trong quê anh. Không, con ở quê mà, con ở Phú Vinh mà. Ở Phú Vinh mà đấy, nhớ không? Đi Phú Vinh không? Biết chứ, Phú Vinh ở kia biết, đừng đi xuống. Tỉnh táo rồi. Nhiều lúc em không có tao với em. Nói chung là cũng tùy lúc. Không, nhưng mà ốm được thì nó nói gì vậy. Thì đó, mới nói. Ông ấy chạy với một chạp nữa rồi, ông lấy cái tay đút vô là ông rất không chịu nổi luôn. Dạ, rồi. Chú ghi vô luôn, ghi là 4 triệu. 4 triệu giữ tiền mặt 300. Giữ 300 đi chợ. Nó ghi rõ rồi. Còn 3 triệu 7 gửi hồi chữ thập đỏ. Rồi chú không ghi là 3 triệu 7 gửi hồi chữ thập đỏ luôn. Đi luôn cho nhớ luôn. Còn 3 triệu 7 là gửi chị Kiều. Chị Kiều hồi chữ thập đỏ giữ cho chú. Gửi chị Kiều. Thương nghèo. 3 triệu 7. Rồi cái gì cũng nhờ chị Kiều ở đây ha. Chị Kiều ở đây, chị Kiều hỗ trợ cho chú cần thì chị Kiều lên nha. Chung là chị Kiều, chị cũng làm bên hội chữ thập đỏ thì chị cũng đi hỗ trợ nhiều người lắm. Dạ, giữ cho mình cho chú, rồi khi có cần cái gì thì em cháu nó hỗ trợ. Rồi, cần con ký cho luôn không? Cần chữ ký diễn viên không? Lấy chữ ký diễn viên, lấy chữ ký diễn viên, tội nghiệp không? Này, ký diễn viên vô nha, chữ ký diễn viên xấu lắm. Rồi, cái kỷ niệm vậy đó. Kỷ niệm, đúng rồi. Còn khi chú cần cái gì á, thì điện thoại cháu, em Thảo á, nó sẽ vô lái thì bây giờ mình cho chú. Chú có số điện thoại của chị Kiều rồi ha. Dạ rồi. Rồi, bây giờ là con gửi cái số tiền này là cho chị Kiều. Được đó, chú cần cái gì, sửa sang hay là mua đồ ăn gì, nói chị Kiều hỗ trợ cho chú nha. Em cứ dẫn chị. Dạ, chị Kiều. Nói chung là chị Kiều là, chị Kiều cũng là cái người mà hỗ trợ cho bà con mình ở đây rất là nhiều luôn. Cho nên là Trang cũng rất là tin tưởng chị Kiều. Đi về đây là chỗ nào không biết hay là chỗ nào mà khó khăn này nào kia là chị Kiều hỗ trợ hết. Nói chung là chị Kiều tội lắm. Đi làm từ thiện rất là nhiều luôn rồi. Em cho thêm hết mà. Dạ, không em biết mà, nhưng mà ý là em giữ. Dạ, mình nói mà, mình nói cho bà con người ta hiểu chứ nhiều khi người ta không hiểu á. Dạ. Rồi nói chung là em cũng cảm ơn anh rất là nhiều nha. Ở đây thì có gì anh hỗ trợ cho chú nha. Rồi em sẽ giữ 3 triệu 7 này, khi anh cần cái gì thì
em sẽ ra hỗ trợ cho anh ha. Thay mặt cho Việt Đỏ cảm ơn chính quyền địa phương, mặt trận anh Lâm, cảm ơn anh Hồ Bách Trâm á. Dạ dạ. Thay mặt cho anh Việt Đỏ Việt Kiều cũng như là nói chung là bữa nay chú tỉnh táo hơn bình thường. Chú nào tỉnh táo á. Ngày bữa đi chú ơi. À vậy hả, lỗi lần chú lên không ai dám vô. Công nghiệp mà. Là chú có coi tivi rồi gì không? Cái cá mất nè. Nè nè. Nè đâu nó giật á. Mấy đứa nó rồi nó bắt. Thế là chị bữa nào đó em sửa tivi cho chú, chị cho sắp cái tivi không coi. Cái gì mà còn cần tiếng mất tiếng là này vừa giờ là ngồi tới cái loa. Dạ thôi cho chú không đi. Cảm ơn. Dạ. Đi cho chú. À, mở kinh Phật nghe. Mưa rồi rồi. Thôi chào bà con.